Diệu Nhi Khả Như tiếp tục né mặt Puka, không dự đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, tin đồn xích mích là thật. Sau đám cưới tưng bừng tại Cam Ranh, Khánh Hòa, vợ chồng Puka và Jin Tuấn Kiệt tiếp tục làm tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc này sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay, mùng 6 tháng 11 tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng ở quận Bình Tân. Theo một số thông tin, Puka và Jin Tuấn Kiệt lựa chọn sảnh cưới lớn nhất và sang trọng nhất tại trung tâm hội nghị tiệc cưới này để làm tiệc. Nếu như tiệc cưới ở Khánh Hòa có sự góp mặt của dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ đình đám như Trường Giang, Việt Hương, Thu Trang, Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Tóc Tiên, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Khánh Vân, Minh Tú, Hòa Minzy thì hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz. Một số khách mời xác nhận sẽ đến dự đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh của Puka và Jin Tuấn Kiệt có thể kể đến như Đàm Vĩnh Hưng, Nhật Kim Anh, Sam, Isaac, Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Nhung, Gumiho. Dàn khách mời đã dự tiệc cưới ở Khánh Hòa cũng hài hước chia sẻ sẽ tiếp tục về thành phố Hồ Chí Minh quẩy tưng bừng tiệc báo hỷ của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Được biết, vợ chồng Puka và Jin Tuấn Kiệt kỳ công làm hai thiệp cưới khác nhau cho đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa để gửi đến dàn khách mời. Mặc dù đông đảo nghệ sĩ xác nhận xuất hiện, song khán giả tiếp tục dành sự chú ý đặc biệt đến Khả Như và Diệu Nhi. Nhiều người cho rằng Khả Như và Diệu Nhi có thể bận không thu xếp đến Cam Ranh chung vui cùng đồng nghiệp, nhưng nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, hai nữ nghệ sĩ này tiếp tục vắng mặt, nghĩa là giữa họ và cô dâu chú rể có khả năng xích mích, không còn thân thiết như xưa. Trước đó, cả Khả Như lẫn Diệu Nhi cũng không chia sẻ hình ảnh hay có động thái gì liên quan tới ngày cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Cư dân mạng dần dần nghi vấn mối quan hệ của họ xảy ra trục trặc. Khi hôn lễ của Puka diễn ra, Puka và Khả Như đều có động thái mới trên mạng xã hội. Cụ thể, bà xã Anh Tú đăng tải story chia sẻ về công việc. Ôi, bé thèm ngủ quá đi, trộm vía nhiều dự án nên bé thiếu ngủ một tí, nhưng khán giả yêu quý của bé sẽ có nội dung xem. Nhớ yêu thương bé Nhi nhiều nha. Về phía Khả Như, cô chia sẻ lại khoảnh khắc khi tham gia một chương trình truyền hình. Ngoài ra, Diệu Nhi và Khả Như không gửi lời chúc hay có động thái gì liên quan tới cặp đôi. Được biết, sau đám cưới tại Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm một hôn lễ nữa đậm chất miền Tây tại Đồng Tháp, quê của cô dâu Puka. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể của tiệc cưới này chưa được công bố cụ thể. Như vậy, Puka và Jin Tuấn Kiệt lựa chọn 3 địa điểm khác nhau để tổ chức đám cưới, báo tin vui với bà con họ hàng và bạn bè đồng nghiệp nghệ sĩ. Trước đó, vào ngày 1 tháng 11, Puka và Jin Tuấn Kiệt làm lễ gia tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với sự chứng kiến của gia đình hai bên và một số người bạn thân thiết. Buổi lễ do Trường Giang làm chủ hôn, nhà trai tặng con dâu Puka món quà là bộ trang sức khoảng 2 tỷ đồng. Trong đám cưới ở Khánh Hòa, cô dâu chú rể lựa chọn khung cảnh sát bờ biển đầy lãng mạn. Puka mặc váy cưới được thiết kế riêng, tiến vào lễ đường. Hai nghệ sĩ xúc động trong giây phút chính thức nên duyên vợ chồng. Puka cũng tạo ấn tượng khi là cô dâu vi biết hiếm hoi cầm hoa cưới từ hoa bồ công anh. Đám cưới của cô cũng được trang trí bằng sen đá và cỏ lau lạ mắt. Trong đám cưới, Jin Tuấn Kiệt xúc động nói về tình yêu của mình dành cho Puka, đồng thời anh cũng bày tỏ hy vọng cả hai có thể đồng hành với nhau trong suốt quãng đời còn lại. Anh nói, anh cảm ơn em đã luôn yêu thương, ở bên cạnh anh trong tất cả mọi chuyện, dù có những thử thách, sóng gió, nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được. Để hôm nay, chúng ta đến với chương mới của cuộc đời trước sự chứng kiến của ba mẹ, gia đình và tất cả chị em, bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Anh không thể đâu, vì những lời đó chỉ là nói suông, nếu mình làm không được chỉ là nói suông mà thôi. Anh sẽ làm những điều hàng ngày dành cho em, mình cùng nhau làm gì hàng ngày thì bây giờ anh sẽ vẫn như vậy. Em cảm nhận được đó là những gì anh luôn yêu thương em. Cảm ơn em, vợ của anh yêu em. Chứng kiến những người đồng nghiệp thân thiết hạnh phúc ở lễ đường, Hòa Minzy xúc động tâm sự, rồi ai cũng sẽ được khoác lên chiếc váy cưới của riêng mình. Chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Dưới phần bình luận, bạn bè và fans hâm mộ của người đẹp đều để lại chia sẻ rằng họ sẽ chờ tới ngày đặc biệt vì Hòa Minzy xứng đáng được hạnh phúc. Nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh cũng hào hứng để lại bình luận, chị cũng nghĩ vậy.